Efe Azaba và Joseph Goodall đều có mặt trong nhóm 30 trên bảng xếp hạng của thế giới những người khổng lồ. Hai võ sĩ hạng nặng này được top ram của Bob Arum thiết lập cuộc so căng và trở thành sự kiện chính trong đêm quyền Anh ở trung tâm sự kiện Thasso, một địa phương nằm ở phía bắc của bang Nevada. Trở về với tấm huy chương đồng ở Lasro, Efe Azaba tham dự Đại hội Thể thao Châu Phi 2015. Tại đây, Azaba trở thành nhà vô địch Châu Phi ở hạng siêu nặng khi thắng Cady Ennis trong trận chung kết. Azaba từng tham dự Thế vận hội Rio de Janeiro 2016, thế nhưng anh phải dừng bước ở tứ kết vì bị Ivan Deko của Kazakhstan đánh bại với tỷ số 3-0. Năm 2017, Efe Azaba quyết định đến Hoa Kỳ để phát triển sự nghiệp quyền Anh. Azaba nhanh chóng khẳng định khả năng trên võ đài chuyên nghiệp. Sau 15 trận thắng liên tiếp, Efe Azaba nhận thất bại đầu tiên khi thách thức danh hiệu châu Mỹ của WBC. Azaba bị Grant Sanchez hạ gục một lần trước khi võ sĩ người Nigeria thua điểm trong đêm quyền Anh vào tháng 10 năm 2021. Sau thất bại đó, Azaba đã trải qua cuộc phẫu thuật cả hai khuỷu tay. Võ sĩ người Nigeria trở lại võ đài vào tháng 8 năm 2022 và tìm thấy 3 chiến thắng liên tiếp. Joseph Goodall không có thể hình lý tưởng như Efe Azaba, nhưng võ sĩ người Australia này đã từng thắng đối thủ người Nigeria tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh Dương Chung được tổ chức tại Glasgow năm 2014. Thành tích tốt nhất trên võ đài nghiệp dư của Joseph Goodall là tấm huy chương đồng thế giới được tổ chức tại Hamburg vào năm 2017. Joseph Goodall ra mắt võ đài chuyên nghiệp vào tháng 4 năm 2018 tại Brisbane, một địa phương của Australia. Mặc dù khởi đầu tốt đẹp, nhưng Joseph Goodall cũng phải nhận thất bại đầu tiên vào tháng 6 năm 2022 khi thua điểm đồng hương Justin Hunty. Trận đấu gần đây, Joseph Goodall hạ gục Stephen Shaw vào tháng 7 tại một sự kiện do Top Rank tổ chức ở Oklahoma. Trận thắng này, Joseph Goodall lọt vào tầm ngắm của Bob Arum, nên võ sĩ người Australia được thiết lập trận đấu với Efe Azaba. Cuộc so găng giữa Efe Azaba và Joseph Goodall sẽ là sự kiện chính trong đêm quyền Anh ở trung tâm Thasso Blue ở phía bắc của bang Nevada. Nhà quảng bá huyền thoại Don King không có dấu hiệu dừng lại trong việc tổ chức các sự kiện quyền Anh. Don King đang tổ chức một chuỗi các sự kiện quyền Anh đáng chú ý với chủ đề lễ kỷ niệm 92 duy nhất ở Mỹ. Trong đó, sự kiện trong đêm 4 tháng 11 theo giờ Florida tại Zai Alai là tâm điểm. Tầm nhìn của Don King đối với sự kiện này rất rõ ràng, mang đến cho giới hâm mộ một đêm quyền Anh đảm bảo hết trận này đến trận khác. Đây hứa hẹn sẽ là một buổi tối đầy sôi động và để lại ấn tượng lâu dài cho người hâm mộ. Nhà vô địch vàng của WBA và NABA là Jordan Gaidry sẽ bước lên võ đài vào đêm 4 tháng 11 để bảo vệ hai danh hiệu hạng nặng của mình. Trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 23, Jordan Gaidry sẽ so găng với Jesus Escalera bất bại gốc Puerto Rico. Jesus Escalera bước lên võ đài chuyên nghiệp khi đã 42 tuổi. Võ sĩ người Mỹ gốc Puerto Rico này lập thành tích ấn tượng khi thắng 4 trận trong 3 tháng cuối năm 2022. Đặc biệt, trong năm 2023, chỉ trong vòng 9 tháng mà Jesus Escalera đã thi đấu đến 15 trận và thắng tất cả. Với tỷ lệ thắng knockout 100% sau 19 lần thượng đài của Jesus Escalera, trận bảo vệ hai đai vô địch lần này sẽ là một thử thách lớn cho Jordan Gaidry. Cựu vô địch hạng nặng thường xuyên của WBA là Trevor Graham sẽ trở lại sàn đấu để đối mặt với Cassius Chaney. Graham xa võ đài kể từ khi bị Daniel Dubois hạ gục ở hiệp thứ tư vào tháng 6 năm 2022. Thất bại duy nhất trong sự nghiệp cũng khiến Graham mất luôn chiếc đài vô địch thường xuyên của WBA. Cassius Chaney đã thắng 22 trận sau 23 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp. Trận thua duy nhất của võ sĩ 36 tuổi này diễn ra hồi cuối năm 2021. Ấm ức sau trận thua điểm George Rias, Cassius Chaney trở lại võ đài và trút cơn giận lên Matthew McKinney bằng hàng loạt cú đấm quy lực trước khi trọng tài Sonny Kailash can thiệp để bảo vệ sức khỏe cho Matthew McKinney. Ilunga Junior Makubu từng chinh phục đai WBC của hạng tuần dương hồi đầu năm 2020 khi thắng điểm Mitchell Chieslak. Tuy nhiên, sau hai lần bảo vệ thành công thì đến tháng 2 năm 2023, võ sĩ người Cộng hòa Congo này trở thành nhà cựu vô địch của hạng tuần dương khi thua điểm thách thức Badusak. Sau khi Badusak bỏ trống đai WBC, Ilunga Junior Makubu có cơ hội một lần nữa chinh phục danh hiệu này khi được thiết lập so găng với đối thủ người Đức gốc Armenia là Noel Zabor Vikenzan để tranh danh hiệu hạng tuần dương còn bỏ trống của WBC.